kênh Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật cái giá buổi chiều nha quý vị. Một buổi chiều mưa, bà con tiểu thương bán ở chợ Chòm Hổm này vất vả lắm nha quý vị. Trời mưa rồi, người đi mua cũng cực nha quý vị. Rồi mấy anh chị em mà bán hàng á cũng rất là cực. Hôm nay á là mình cập nhật cái giá buổi chiều và những mặt hàng bán ở buổi chiều này như thế nào nha quý vị. Ở đây là chợ Chòm Hổm, khu vực này là chợ Chòm Hổm bán lẻ bên hông chợ Đầu Mối Hóc Môn nha quý vị. Ở đây là cuối đường số 4 ở chỗ Trang bán quý vị, Trang rồi Khang nè, bên đây thì em Điệp rồi Thao Thao bán nha quý vị, thì đủ loại hết quý vị. Đây bán không thiếu món gì luôn. Để mình cập nhật giá sơ cho quý anh chị em tham khảo, để mình có cái người tiêu dùng á gần xa có cái tư liệu giá cả để so sánh với lại cái giá bán tại địa phương mình nha quý vị. Cà pháo quý vị, cà pháo em Thao bán có 10.000 quý vị. Quý vị có ăn cà pháo lại mua chỗ Thao là bán 10.000 một ký cà pháo. Tím có, xanh xanh có, trắng có. Dưa hường quý vị. Dưa hường cũng 10.000 đồng. Dưa đó nấu canh với tôm khô thôi nó ngọt không? Phải nói luôn nha quý vị. Ồ cà trứng đó là nhiêu Thao Thao? Cà trứng đó đó. Hả? Cũng 10.000 luôn quý vị, cà trứng. Cà tím cũng 10.000 luôn hả? Cà tím 10.000 luôn quý vị. Họ này 5.000. Em Đẹp kêu lại, em Đẹp kêu lại đó, kêu 5.000 không sợ thảm buồn. 5.000 có luôn. Rồi bí đỏ quý vị, bí đỏ 10.000 đồng ký quý vị. Rồi đu đủ chín vậy là bán 10.000 luôn hả? Hai loại quý vị. Thấy cái loại nhỏ loại lớn. Bí đậu xanh 10.000 quý vị. Là này là giá bán lẻ nha quý vị. Củ sắn 2 kg 15.000, 7.500 1 kg củ sắn quý vị. Bí nụ 20.000 nửa ký. Bí nụ coi vậy chứ mắc nha quý vị, 20.000 nửa ký. Bầu chứ mà nay có giá nha quý vị. Bầu hôm trước rất là rẻ luôn, hôm nay là 10.000 đồng một ký giá bán lẻ hiện tại quý vị. Mớp khía cũng 10.000 đồng một ký. Rồi củ dền đỏ 15.000 đồng một ký. Khoai lang tây 20.000 đồng một ký. Củ cây trắng 10.000 đồng một ký. Dưa Papi hiện tại bây giờ là bán là 10.000 đồng ký quý vị. Rồi cái bản em này rớt luôn quý vị. 10.000 đồng một ký. Là bí hù lô với lại cải này là cải Đà Lạt quý vị, bắp cải Đà Lạt. Ủa cái này là bắp sú này, bắp sú đâu mà có lá ta? Hả? À vậy hả? Bắp sú có lá và sú tim mà có lá 15.000 đồng ký quý vị. Rồi. Ủa em Đẹp chọn hả Đẹp? Không bán nữa em? Giận rồi. Giận rồi hả? Nhường cho bà con bán hả? Dọn về hả? Khoai hồng đó nhiêu ký à? Khoai hồng 20.000 một ký. Rồi em Đẹp bán chỗ này quý vị. Ở đây có những người đẹp nè, em Đẹp cũng đẹp nè, kia có em trai cũng rất là xinh đẹp luôn. Đã đẹp mà chưa có chồng nữa. Đã, trời đẹp mà chưa có chồng. Mà thiệt, chưa có chồng thiệt. Chưa có chồng thiệt luôn á. Rồi quý anh chị em nào mà đang ở không á, rước nào mà chưa có vợ thì rước về nuôi phải không? Là rước về nuôi, nếu muốn buôn bán là rước em Đẹp về nuôi, em Đẹp bán ở ngay chỗ cuối đường số 4 á, cái trụ đèn này quý vị, đó cái trụ đèn có cái bình điện á, đó là em Đẹp bán ở chỗ này quý vị. À
À, Khả nuôi không nổi, em Điệp nuôi luôn phải không? Đó em Điệp nói vậy quý vị. Đó, bà con bán từ sáng giờ rồi, cái ngày kiếm chỉ vàng thôi, đâu có nhiều. Cứ ha đủ chỉ rồi người ta về. Chỉ cái màu người ta về. Ô, me ký 15 ngàn đồng một ký. À, chanh này là chanh Đà Lạt à. Chanh không hạt chứ. Chanh không hạt 20 ngàn đồng một ký bán lẻ quý vị. Cà bi á, loại lớn á, là 10 ngàn đồng một ký. À, cải đỏ 13 ngàn đồng một ký. Hầu như không thiếu thứ gì quý vị. Ở đây đó con qua cô Điệp mà chia sẻ, cứ anh đại gia nào rước cô Điệp về nuôi cô Điệp cảm ơn. Khỏi cho đi bán nữa. Đó ở đây thì buôn bán rồi quý anh chị em bạn hàng ở đây đó quý vị. Cũng rất là vui vẻ. Rồi bà con ở đây bán là đặc biệt là để giá nha hết nha quý vị. Để bảng giá hết, thành ra cái người mua đến đây mua đó không có ngại vấn đề là giá cả, khỏi có hỏi gì hết quý vị. Mình thấy cái món nào đó vừa bụng mình á, vừa cái túi tiền mình á, mình mua rất là dễ. Không, cũng như mình có trong túi mình á, mình có 10 ngàn, không biết cái món đó rồi nó có phải 20 hay 15 vô mình hỏi giá đó rồi mình không mua đó, rất là ngại quý vị. Còn ở đây á, thì nó lại khác. Ở đây người ta để giá rồi cái đầu vậy là 10 ngàn mình mua 1 ký, mình nói rồi 1 ký 10 ngàn bán tôi 1 ký rồi, rất là dễ mua dễ bán quý vị. Hầu như nguyên cái khúc đường ở dưới này nè là đại đa số là bà con đây bán để giá hết quý vị, rất là dễ mua. Không để giá đâu, ai mua đâu. Đúng rồi. Cô Điệp chia sẻ kìa, thì đó người ta rất là ngại về hỏi giá đó, Điệp. Người ta hỏi giá cái này nhiều khi trong túi người ta là nhiều khi người ta có 10 ngàn, người ta sợ cái mình nói 12 ngàn mình bỏ đi, người ta ngại ý vậy đó chứ không gì. Thành ra ở đây bà con đây là để giá hết, để tấm bảng giá hết vậy đó quý vị, rất là dễ mua. Thì ở đây bán là từ sáng sớm cho tới chiều tối luôn. Quý anh chị em có đến chợ Đồng Mối Hóc Môn đi xuống cái khu cuối đường số 4 quý vị là gặp những nhân vật mình đang giới thiệu ở đây đó quý vị. Giá cả rồi mặt hàng mua bán. Rồi đây em Điệp chắc ra hàng về rồi. Nhường cho anh bán, nhường cho anh bán. Chắc về. Nhường cho anh bán. Thấy thương không? Nhường. Thứ bảy hả? Ôi thơm này em bán nhiêu trái Điệp? 10.300 trái. 10.300 trái thơm mà em Điệp đi về rồi. Ô trái này nửa ký với gì Điệp ha? 4 lạng một trái. 10.300 trái. 4 lạng một trái nha quý vị. Em Điệp nói đó. 4 lạng 3 trái. Rồi em đẹp rất là xinh đẹp nha quý vị. 40 tuổi rồi vẫn có cái duyên của 40 tuổi. Vẫn còn được. Vẫn còn chạy tốt. Rồi qua đây. Ở đây là vợ chồng Khang á quý vị, vợ chồng Khang bán thịt heo quý vị. Rồi bán gà. Gà ta này là 100.000 một ký là gà. Máy quý vị, còn gà trống á là 80.000 bao làm nha quý vị, mình mua là ở đây là làm. Rồi qua bên đây là chỗ bán hàng của em Trang quý vị. Thì ở đây còn ai nấy đặt tên quý vị, thì ai muốn bán nhiều bán. Nhiều khi mình quay qua bên kia mình đi dài dài nó, ủa sao chỗ đó bán giá này chỗ kia bán giá kia, là tự vì bà con ở đây bán á. À, con ai nấy đặt tên mà hàng mình muốn bán bao nhiêu mình bán. Mình muốn bán rẻ thì nhanh hết, mình về sớm kiểu vậy đó quý vị. Chứ ở đây mà nếu mà nói để cái giá cho giống nhau thì không có giống như siêu thị nha quý vị. Hoàn toàn nó khác. Chanh ở đây nè, chanh không hạt là ở đây anh Trang bán 15 ngàn đồng ký đó quý vị. Rồi có loại 20 ngàn đồng ký kế bên luôn. Còn ở kia là nó xấu xấu hơn có 10 ngàn luôn nha quý vị. Chanh không hạt đó. À, chanh không hạt ở đây là bán 3 loại luôn. 3 sọt 3 loại luôn, 10.000 ký, 15.000 đồng ký, 20.000 đồng ký quý vị. Rồi cà tím ở đây là bán là 2 ký 15.000. Dưa leo 10.000 đồng ký quý vị. À, củ cải đỏ đó quý vị, củ cải đỏ 15.000 đồng ký. Rồi ớt chỉ thiên quý vị, ớt chỉ thiên 20.000 đồng ký. Dưa leo cái chị đó đang lựa đó là có giá là 15.000 đồng ký đó, họ để cái giá vậy rất là dễ mua quý vị.
rồi đậu que đó quý vị, đậu que 20.000 đồng ký, rồi 25.000 đồng ký, mình mua loại nào là tính tiền mình loại đó. Ở đây em Trang có bán là trái su nè, măng chua nè, thì có hết, nhưng mà cái giá đó không thấy em Trang để mà mình hỏi cũng được quý vị. Măng quý vị, măng ở đây em Trang lột ra là bán 20.000 đồng ký nha quý vị. Măng tre lột ra sạch đó là 20.000 đồng ký, còn măng á, mà chưa lột á là 15.000 đồng ký nha quý vị. Măng tre, một đống măng tre em nó đang lột đằng đó đó, nó lột sạch ra cho mình đem về chế biến luôn là 20.000 đồng ký. Rồi quý anh chị em mà có mua về cái món tôm cá này, bên đây bà con cũng có bán quý vị. Tôm cá nè, có hết luôn nha quý vị. Ô, cái món rau này, rau gì đây? Ô, ủa cái rau này rau gì lạ quá hả? Hả? À, cái gì? Cái gì? Động năng hả? Rau gì? Rau đai hả? Wow. Cái này là một ký nhiêu? Một bó về 20.000 quý vị. Còn này ký nhiêu hả? 10.000 một lạng á hả? Một ký 100.000. À, rau bên đây là kêu rau đây, rau gì đó. Rau sầu đâu? Rau sầu đâu? À, cái đọt cái lá sầu đâu? À, 100.000 một ký. Có bán cá rô hột bí nè, cá rô làm sẵn nè, cá lóc làm sẵn nè, cá chốt nè, cá bóng nè, lương. Lương 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 là nhiêu một ký à Nghị? Lương 120 là lương này quý vị. Đây, cá cá chạch quế nhiêu ạ? Cá chạch quế 100, cá điêu hồng hả? 2 con 50, cá điêu hồng họ bán con quý vị, 2 con 50, hai con này cũng phải 8 lạng à hả? À, 2 con em nó 8 lạng hết 60 hả? Hả? Hết 45 nha. À, anh rau ôm sùm đi nè. Điêu hồng 2 con 50, cá chạch nữa cái 50, hết 45. Cá chạch nữa cái 50, 2 con 50. Mặn. Mặn Hà Nội. Mặn Hà Nội 20.000 ký quý vị. Đào Sa Pa 2 ký 35.000, đào Sa Pa. Hai chục ngàn một ký, nếu mình mua một ký đào Sa Pa này nè quý vị là 20.000 đồng một ký. Rồi buổi chiều mưa, bây giờ là 4:10 để mình chạy lên đầu trên cho bà con ở trên đầu trên bán cái món gì. Rồi mình chia sẻ một phần video nữa. Hả? Cá bên đây, cá bên đây, cá bên đây, có bán cá thác lát nè quý vị, cá thác lát. Ơ chào. Ô, cá thác lát nhiều ký mà dòm thấy hấp dẫn quá chị. 220. Cá thác lát 220, 22.000 100 gram. Rồi á, bà con chiều á, mà có muốn ăn cá là chạy ra khu vực này nha quý vị. Cá thác lát nè, cá lóc, rồi cá chạch, rồi cá rô, cá lóc, diêu hồng có đầy đủ luôn. Ở đằng kia thấy anh có bán cái món cá nó còn sống luôn quý vị, không biết cá gì đây nè. Cá này cá he hả? He, cá lóc đồng. À, cá lóc đồng, cá he là nhiêu hả? À, cá he còn bơi luôn á là 1 ký 100.000.
cá lóc đồng, cá lóc đồng nhiêu ký anh? 140 lận á. Cá lóc đồng 140.000 đồng. Ở đây là có cái là bán là bao làm luôn á gì? Con quật này bán bao làm luôn. Rồi đã luôn. À, gà làm sẵn đó bao nhiêu ký vậy bà chị? Gà làm sẵn nhiêu ký hả? Gà làm sẵn 80 quý vị. Đó. Mình phải để giá người ta chạy vô người ta mua, người ta khỏi hỏi. Quen hết rồi hả? Mà không ấy, mình để giá. Sao nhiều người ta muốn á mà ta sợ cái túi tiền ta không đủ á, cái ta ngại hỏi. Chiều mưa quý vị. Một buổi chiều mưa. Nè bầu trời xám xịt luôn nè nha bà con. Ở đây á là đó bán vậy đó quý vị. À, bà con đây việc làm không có đó, rồi không có đi làm công nhân, và cái cao cũng nữa là anh em ở đây bán cũng lớn tuổi đó quý vị, thì ra ngoài chợ bán chồm hổm thì cũng lương lắm đó quý vị. Bà con mà có ở khu vực gần đây đó mua ủng hộ, cuộc sống như vậy vất vả lắm. À, nắng thì đây ra bụi, mưa thì nó nước nhớt nhát vậy quý vị, nhưng mà cuộc sống mà phải làm quý vị. Trên quý vị, cái khu trên, cái khu ngoài đầu đường Nguyễn Thị Sóc mẹ vào quý vị. Khu này bán trái cây, bán nhiều trái cây hơn. Táo à, táo 50.000 đồng ký quý vị. Táo Mỹ à, táo Mỹ, táo này là anh em ở đây ta bán là gọi là kêu là táo Mỹ Galaxy đó quý vị. 50.000 đồng một ký nha bà con. Rồi cái thì 2 bó 15.000. 2 bó đó là khoảng tí hơn quý vị. Cái thì đó, họ bán theo bó, 2 bó 15.000. Hành đất là 1 bó 10.000. Cà bét 20.000 đồng một ký quý vị. Táo Sapa, táo Sapa 25.000. Táo tẩy 40.000 đồng ký. Ô hành lột, hành lột 15.000 có luôn. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít 25.000 một ký. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít 25.000 một ký. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít 25.000 một ký. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít. Đào Sa Pa quý vị 25.000. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít 25.000 một ký. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít 25.000 một ký. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít 25.000 một ký. Đào Sa Pa giòn ngọt sầu ít. Hè. Hè ký 2 bó quý vị. 25.000, ký 25.000. Hành lột 15.000. À, cải xà lách gai 20.000, hành lột 25.000. Cải cúc 20.000. Này là chôm chôm, này là chôm chôm. Chôm chôm này đó là chôm chôm cái bè quý vị. 25.000 một ký. 20.000 đồng một ký. Bán lẻ đó quý vị.
hành đất là 10.000 nè. Chôm thái rất là đẹp luôn, 20.000. Mặn An Phước đó quý vị, mặn An Phước 10.000 quý vị. Kẹo hả? Rồi ba đâu mà đứng đây bán mình con? Ba thằng kia hả? Ba chục ngàn một ký, bán mình để giá luôn không? Rồi mua thịt bò thì lại đây. Ở đây bán đủ loại thịt bò luôn. Ê, chào ông bán cua. Cua hết rồi hả? 100.000 một ký thịt bò luôn bà con. Ở đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Bây giờ là 4:30 chiều. Nè nè nè. Bò 80.000 ký, 80.000, 80.000 ký, 80.000. Đó, rau 80.000 luôn nha. Đó, ổng rau á. Rồi mua lên xả bán hết luôn á. Bò 80.000 ký, 80.000. Có mua thịt bò rồi. À, bò viên cũng có luôn, bò viên này viên ký em. Bò viên 70. Bò viên gân. Đó. Đây nữa nè, hai bên luôn. 100.000 bò tươi luôn đó. Trời ơi anh sao 80.000 luôn. Ở đường Nguyễn Thị Sóc quý vị đi ngay đầu đường số 4 luôn, mua thịt bò là hai em này bán cái giá đó, mình chia sẻ là nó chân thật nhất có thể quý vị. 80.000, 100.000 là có 1 ký thịt bò. Rau má quý vị. Rau má nè, rau má cộng dài nè. Nè rau má này cộng dài nha quý vị, 15.000 nè. Thì đấy ngay con ai nấy đặt tên quý vị, muốn bán nhiều bán à, tùy mình à. Wow, ở đây nãy giờ mình ráng tìm cái món cái ông bán cua biển ở đây, mình tìm món bông súng cho khán giả mình mà không, thiệt tình không có thấy bông súng nha quý vị. Rồi cua biển luôn. Cua biển ký 150 luôn. Giá bán lẻ mà. Tắt 25.000. Tắt bên kia 15.000 cũng có, 10.000 cũng có, 25.000. Bán lẻ quý vị. Món gì cũng có hết. Cải ngọt 3 bó 10.000. 1 ký củ cải đỏ 15.000. Ra cải bè xanh nhìn nó tươi rói luôn. Ô, cải bè xanh rẻ quý vị. Ba bó này á, chắc cũng phải xem ký á. 10.000. Ba bó mồng tơi 10.000. Ba bó em nó đang bó đó quý vị. Ba bó rau dền. Đỏ đỏ xanh xanh đó quý vị. 10.000. Rồi qua tới bên đây coi bán món gì nữa đây. À nho. Nho này để ngâm rượu á quý vị. 10.000 một ký. Cái nho rụng á để ngâm rượu á. 10.000.
45.000. Đây là cái món mắc thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Mắc thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Mắc thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Mắc thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng. Đây ra gì hả? Mắc thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Cái này à, mang cục mà. Ký 45.000. À mang cục thái. 45.000 một tiếng, ký 45.000. À mang cục thái. 45.000 một tiếng, ký 45.000. 45.000 một tiếng. 45.000 một tiếng, ký 45.000. Mắc thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Mắc thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ. Rồi buổi chiều mình cập nhật cái giá này quý vị. Ồ bên kia bán cà bét quý vị. Măng thái bao còn sổ hết 45.000. Cà bét quá đẹp luôn. Măng thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ hết 45.000 một tiếng, ký 45.000. Măng thái bao còn sổ hết 45.000. Đẹp ghê luôn á. À để coi cái hai chục ngàn. Hai chục ngàn quý vị. Ôi cà bét thiệt là đẹp luôn. 20.000 một ký. Cà bi á, một bịch đó cả ký lô 10.000. Nè đây nè, bịch này là có 10.000 cả ký lô. Sò lam 20.000 một ký. Tôm trăm. Sò lam 20. Mà rau mình không nghe gì luôn. Rau mình nghe bó tay luôn. Tôm trăm. Rồi lại đây mình chia sẻ cái giá nho. Ở đây còn có nho nữa là hết. Cá ngừ 40.000 một ký. Ôi 5.000 luôn. 5.000 gói quý vị. À, kim châm. À, một bông 15.000, bông xanh bông trắng. Rồi mình chia sẻ cái món này nữa. Nho là ở đây chỉ có đây có thôi. Nho đằng trọn còn. Bốn chục ngàn một ký nho bà con ơi. Mãi vô buổi chiều. Đấy chưa nè. À, trọn trọn cái nho này nho nho Ninh Thuận phải không? Nho Ninh Thuận á. Nho Phan Rang á, đúng rồi, Ninh Thuận Phan Rang á, thì khu rực đó trồng nho. Còn cái nho kia thì kêu bằng nho gì ta, nho kẹo hả? À, nho cà na. Nho cà na bán đồng giá luôn 40 hả? Hai loại này chờ còn á, nho Ninh Thuận nè, Phan Rang nè, 40.000. Cái kia cũng 40. Nho cà na 4 trái bắp Mỹ thiệt là to luôn 20.000. Bên kia bán
nhiều hộp đỏ hết luôn. Không thiếu món gì hết nha quý vị. Nho nè, nói về đồ nông sản. Mười hai ngàn một ký chanh, thêm một ký tắc. 17 ngàn. Thì giá bán lẻ mà ở ngoài chợ này thì con ai nấy đặt tên muốn bán nhiều bán à. Bên kia đó họ bán hàng mới nha quý vị. Đó họ mới lên đó. Thì không có để giá quý vị. Tía tô kinh giới, tía tô nè, hành nè, hành mới, hẹ, rồi ngò ôm đồ cái gì, ngò gai, có cái là họ không để giá, họ trên xe họ mới lại họ xuống. Rồi video là mình chia sẻ đến đây nha quý vị. Buổi chiều mưa mình ra mình cập nhật giá cho bà con xem. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.